Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự 8 giờ được phát sóng trực tiếp trên VTV1 Đài truyền hình Việt Nam. Hôm qua, Nga cho biết các binh sĩ nước này có thể nhắm mục tiêu vào các nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây ở Ukraine. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh, Nga đã cảnh báo Mỹ về việc viện trợ vũ khí từ một số quốc gia không chỉ là động thái nguy hiểm mà còn biến những đoàn xe này thành mục tiêu tấn công. Theo ông, Moscow đã cảnh báo về hậu quả của việc chuyển cho Ukraine các loại vũ khí như hệ thống phòng không vác vai, hệ thống tên lửa chống tăng. Bộ Quốc phòng Nga cuối tuần trước cũng cho biết có tổng cộng 3.346 cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine đã bị hư hại kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Liên minh châu Âu cam kết thúc đẩy khối phòng thủ chung và gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Đây là kết quả đáng chú ý của hội nghị thượng đỉnh bất thường vừa qua tại Sèvres, Pháp. Các nhà lãnh đạo EU nhất trí tăng cường khả năng phòng thủ, tăng cường chỉ tiêu quốc phòng và tăng cường hợp tác trong các dự án quân sự giữa các nước thành viên. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nêu rõ, EU cần có cách tiếp cận cứng rắn hơn để đảm bảo an ninh của chính mình. Thủ tướng Estonia cho biết, Liên minh đang xem xét chương trình mua sắm quốc phòng chung giữa các nước, đặc biệt là các loại tài khí quân sự, đòi hỏi khoản ngân sách lớn mà không phải nước nào cũng có khả năng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO bắt đầu thảo luận cách thức và thời điểm để kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do COVID-19 gây ra. Các chuyên gia đang tập trung xem xét những điều kiện nào sẽ báo hiệu rằng tình trạng khẩn cấp y tế công cộng được tuyên bố cách đây 2 năm sẽ kết thúc. WHO vốn luôn thận trọng khi đưa ra tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, cũng như tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Quyết định chấm dứt sẽ do Tổng Giám đốc WHO đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã lập phương án cụ thể thu gom, xử lý rác thải y tế phát sinh để đảm bảo không phát tán mầm bệnh trong quá trình phân loại, chuyển chất thải, nơi cách ly, đảm bảo các hợp đồng với đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép về việc xử lý chất thải y tế nguy hại, đồng thời ra soát cung cấp đầy đủ thùng và túi đựng chất thải lây nhiễm theo đúng quy định cho các hộ gia đình cách ly, mắc F0 và điều trị tại nhà. Đối với đơn giá thu gom, tạm vận dụng theo đơn giá duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng xe cơ giới kết hợp với thủ công. Hơn 10 vụ vận chuyển buôn bán vật tư y tế, nhất là kit test không rõ nguồn gốc xuất xứ, vừa bị Công an tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh triệt phá. Trong đó, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện 5 vụ vận chuyển buôn bán vật tư y tế không rõ nguồn gốc, được cất giấu dưới thùng xe, cabin hoặc trong hành lý. Còn tại Nghệ An, lực lượng Công an đã phát hiện 6 cơ sở vi phạm, thu giữ 15 bộ kit test xét nghiệm nhanh, 3.200 chai nước rửa tay và 2.000 chai dầu gió giả. Để qua mặt chức năng, lực lượng chức năng và các đối tượng đã thường đóng vào các thùng hàng vật tư y tế và thuê chuyển phát nhanh vận chuyển hàng lậu. Tối nay, lễ hội Hoa Ban sẽ khai mạc tại tỉnh Điện Biên sau 2 năm lỗi hẹn vì dịch bệnh COVID-19. Đây sẽ là lần thứ 7 lễ hội được tổ chức. Điểm nhấn quan trọng của lễ hội là chương trình nghệ thuật khai mạc diễn ra tại quảng trường 7 tháng 5, trung tâm thành phố Điện Biên Phủ. Toàn cảnh buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài truyền hình Việt Nam vào 20 giờ 10 phút tối nay. Phần cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin thời tiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.